Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series trồng cây cùng Game Action. Thì hôm nay lần trước mình đã khám phá được củ đấm bốc này, bong choy và mở được hôm qua rồi. Hôm nay mình sẽ tiến đến cái cúp ấy nhá. Trước khi làm cúp thì mình sẽ bấm vào vườn cây xem nó như thế nào rồi. Không biết là nó đã thu hoạch xong hết cây chưa. Đấy. Cục bắp cải đã được cái này rồi. Nếu mà anh em thu bắp cải thì anh em có được nghĩa là nó bắn ra liên tục thì phải. Hình như là nó bắn ra liên tục anh em ạ. Boost, thấy chưa? Get free blend food effect when blended. This boost lasts for một level. Cái này dùng một phát thôi. Đỡ phụ, thôi rồi. Lúc nào khó thì mình sẽ dùng boost. Ok. Tiếp theo đó là cái chấm than ở đây. Không biết là cái gì ta. Thôi toàn mẹ 100.000 này, thôi nghỉ đi. Bây giờ mình sẽ cười theo kiểu broke. New quest available. Gì đấy? Hot quest seed hot dead. Step 1, mình làm đéo có hot seed đâu. Chơi cây của nó thì mình chơi được. Gì đấy? What the fuck? What the fuck man? Gì giờ? Ăn vào cháy à? Kéo mẹ. Gì đấy? Cái gì lắm? Cái này cục đá à? À ăn hết thì nó sẽ đổ. Bựa vãi cả đấy. À cái này nó chỉ có cho cục này thôi. Bựa vãi cứt. Ồ cái gì đấy? Tai nghe à? What the fuck man? Làm đi, làm đi. Mày slow à? Ô có mẹ. Skin đéo gì đây? Slow motion à? What the hell man? Không đéo hiểu skin đang xảy chuyện gì xảy ra nữa. What the fucking going on? It's here. What the fuck going on? What the fuck? Như thế tôi đéo biết chơi mấy cái này anh em ạ. Đéo có hiểu cho lắm. Mấy cái sóng ốc này đâu có được gì đâu. Premium Blend Quest. What the fuck man. Đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. What the fuck is going on in here. Cút cái này được cái gì không? Cái gì đấy? Động được à? Bà rồi, úi sồi ôi, lên cuối rồi. Cháy đi nào. Ôi người. Con kia cứ đà điểu ấy chứ. Ôi, nó bay kìa anh em ơi. Nó bay kìa. Hết rồi, một xe ra đi rồi. Một xe ra đi tìm đường cứu nước rồi. Wow shit. Kéo hiểu chơi trò này là cái gì. Tự nhiên bấm vào Brim quest. Mọi người. Thắng rồi. Tăng cái này lên được cái gì đâu. Nó kích thích để nổ hay sao anh em ạ. Bèn. Ôi thắng rồi, cuối cùng được cái gì không? 5 đồng vàng, úi sổ được vàng, đéo cho đời. Cứ tưởng được cái đéo thì hay lắm. What the fuck man? Are you kidding me? Ok. Hỏi đi. Mẹ. Chơi vãi cả cứt. Cuối cùng đéo hiểu gì, tự nhiên chưa hiểu cái loài cây ấy là loài cây gì. Cái gì đây? Lên võ cái gì? Survival and protect the energy blend. Holy shit. Ấy bình tĩnh, tao không muốn chơi nữa. Seven acid. Gì giờ? Đéo hiểu mẹ mày. Cho ảo ma Canada mày cả cút. Rồi chúng ta tiếp tục vào, chúng ta đi xa hết rồi đấy. Bán 16. Let's go.
Mass symbol to destroy the zombie. Làm gì đây? Ui xa, 3 thằng này cùi bắp. Ready, set, mash. Oh, what the fuck man. À lại chơi trí nhớ. Tiên sư. Mấy cái trò này ghét vãi. Chơi trí nhớ là khó chịu của anh em ạ. Chân nhanh là chết con mẹ mất. What the fuck man. Cái củ cu gì đấy. Nhưng mà mình rất ghét là trò mấy cái trí nhớ này, kiểu nó đi nhanh quá ấy. Đi nhanh về đây. Đấy, còn mẹ nữa chứ, còn hai cái cuối này nó đéo giống nhau. Con chim. Đấy, có ba cái cuốn nó lại đéo giống nhau. Cái đéo nào. Đây rồi. Con chim. Đây rồi, cái ở đâu đâu. Cái này là cái ngôi sao. Ngôi sao. Ấm nước. Cho tôi một cái ống nước. Thợ sửa ống nước. Đây rồi. Ống nước. Đây rồi, đây. Cái con mẹ mày. Ống kia. Đây. Mẹ. Nó chơi trò này kiểu bữa ấy anh em ạ. Nó không hiện hết đâu, mà nó gần đến nó mới hiện. Mặt trời, cho tao một. Đây rồi. Hai con đi nhanh nhỉ. Ống nước. Úi dồi ôi, mẹ mày đi lạc đà mày nhiều múi thế. Ông kia. Con mẹ rồi. Đi từ từ thôi. Ông kia đâu. Thề luôn khó chịu quá. Đi một đàn này đánh đéo. Lác đấy chứ, tiên sư. Sao mà phát nào súng ấy nhỉ. Anh em mày tôi hên dần đều không? Chưa thua được. Hên dần đều các cái đấy. What the fuck. Ngon. Đây rồi. Cái này thì bố mày sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Con chim thắng rồi. Mệt vãi. Mày chỉ vì một túi tiền mà mình phải khổ sở như thế này. Hell shit. Nó lốc repeater này. Chưa lấy được nữa. Nó bắn 2 phát 1 phát. Nó bắn 2 phát 1 viên. Destroy the zombie. Xong rồi. Cái đậu. Gì đây. Never have more than 14 plants. Ủa con mẹ rồi, không được quá 10. Mình phải chơi kiểu gì mà không được quá 14 con cây. Damn it. Rồi cứ chiến thuật này thôi nhỉ. Cứ chiến thuật này mà chơi thôi. Gặp mộ này. Băng này. Cứ chiến thuật này mà chơi thôi. Không được 14 con cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ủa đéo được thật. Damn it. 13 lép này anh em. Tệ vãi. Cứ trầm nó nhổ đi vậy. Chúng cứ trầm nó nhổ đi anh em ạ. Cút. Cứ trầm đủ mặt trời cho nó biến mất. Cút. Đập vào đây mẹ. 8 lép. Úi xù. Đập vỡ một. Úi xù. Thối đầu hết cả lũ. Và con mẹ vào đây. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Úi xù đấm vỡ mồm.
Các bạn khổ vãi đây. Ủa, còn ba lép. Chết con mẹ rồi. Rồi, ba lép thì mình sẽ đặt mấy cục đá ở đây. Mình chỉ cần thế thôi, dàn hai anh mày đủ đủ solo với mấy anh này rồi. Này 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 này, con lợn này, con lợn này, con lợn này, con lợn này, con lợn, con lợn, con lợn khỏe quá. Con lợn khỏe quá. Đấm nó. Chết mẹ rồi. Thanh niên này thì phải dùng cái này. Holy fucking wow shit. Còn hai lép. Đậu phụ. Mình đi được hai cục đá thôi. Mày ngu người. Nói chung là giới hạn nó không thích lắm. Rồi ơi, ngu người rồi. Cho cái cục đá nhanh cho tao với. Chết rồi. Thanh niên đến. Đấy, tiên sư nó khỏe quá. Úi sổ rồi. Đấm. À, nó bị tắt rồi. Dùng quả băng là nó bị tắt. Thơm. Dùng quả băng nó bị tắt. Trật tự nào. Dùng quả băng là nó bị tắt lửa anh ạ. Ui, ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Đấm nó. Holy shit. Cầm mồm vào. Hay quá. Mẹ, trước khi chết nó phải làm một quả. Thơm vãi cứt. Gục ngã rồi. Yeah. Đừng mà cái cúc mà len đéo gì. Gì đấy. Cộng 1. Cúp anh em ơi, cúp. Yo. Cái gì đây? Hold on to one more plant food during the level. Là sao? Next level. Cái đậu. No thanh. Ok. Shopee. Ôi, sao đéo được dùng con này ta? À, có 2000 mặt trời mình sẽ phải sắp xếp sẵn. Ok. Tôi hiểu. Mình sẽ phải sắp xếp sẵn. Mà trong ấy mình đéo có được mặt trời nữa. Ok, my fireman. Thôi cứ cho pin shorter thôi. Mà cho đá thế này đánh đéo gì. Nói chung là mình sẽ cho một củ bắp cải nữa ở đây. Pin shorter. Không. Còn mình sẽ cho cái sau. Bắn vỡ được mấy cái mộ này thì mình mới xử lý được. Đi kiểu ở đây chẳng hạn. Trời, bắn vỡ mộ cơ. Chứ mẹ chưa bắn vỡ mộ đánh đấm đéo gì. Ngu người. Nó còn đéo cho mặt trời rơi xuống anh em ạ. Tệ hại vãi. Mày chơi tạm. Nhột. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mang xem màn trình diễn của các bé. Ôi, bé này chết rồi. Sandstone, kiếm sư. Chết mẹ vào đây. Mình có hai quả này nữa, yên tâm. Vẫn yên tâm là mình có thể trụ được. Hết mẹ mặt trời rồi. Mình dùng cái này. Nhiều vãi. Đậu xanh rồng uống là chúng mày bị điên à.
xuống đấy. Mình nghĩ hàng trên này mình sẽ sắp ML đầu tiên này. Thôi, đến đây mà cầu mong là không sắp ML thôi. Vì hàng trên này sẽ dễ sắp ML lắm. Mình phải dùng 800 rồi. Trên này, hàng trên này ấy quá. Hàng trên này đéo có đá. Holy shit. Mua này mất 1000 cơ. Khỏi đi dùng 800 thôi. Hàng này vãi lên. Trời ơi, lạc đà nhiều mũi quá. Trời ơi, nhàm chán vậy. Trên con mẹ nó đéo nhàm chán nữa rồi. Úi dồi ôi, anh xô. Người ép bắt ép người nông dân vãi cả đái. Lên mày, lên mày. Đéo được trả lại ấy các bạn. Đéo được trả lại mặt trời. Chết con mẹ vào đây. Thắng rồi. Vậy là mình dùng mất 1600 tiền. Ngon chim. Ok. Quest complete. Ok, mình giết được nhiều zombie quá. Tap to open. Tiền. Cái này nhân 4. Mình sẽ lên level. Mặt trời nhân 3 mình còn chưa có cả. Complete rồi này. Ok, xem trồng cây như nào rồi. Mình có được một cái chậu. Chắc chắn luôn. Hai cái luôn mà. Bí sót tờ này anh em. Con ong. Mình lấy bút cho cái này đi. Upgrade. Freeze. Ok. Con này không nên. Có nên upgrade không ta? Nói chung là nhiều hoa lắm. Find more. Find ở đâu? Cái đây. Ok. Thì hôm nay mình đã trải qua được mẹ mày một hai màn khó vách cả đái rồi. Thì mình xin phép tạm dừng video đây thôi. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series này thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới. Ô, Blade được Evan này. Mày đang chào thì Blade được Evan. What the fuck man. Ôi, Blade được Evan anh em ơi, từ chơi nốt Evan rồi chào nhá. Cái gì đây? Cây cá sấu à? Pinata Party. Cái này nó bắn. Cái gì đây? Ồ, bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh, đừng nổ. What the fuck? Ui. Kamezoko. Mãi lệnh. Kamezoko anh em ạ. Ồ, con này, cái đéo. Có hay quá nhở, con kia có hay quá nhở. Họ mê cao mấy họ. Ui. Nói chung là bựa vãi, trời bựa. Càng về sau càng nhiều con bựa anh em ạ. Tiên sư nhà máy. Reggie. What art to Reggie là em xem quảng cáo rồi. Tiên sư. Cắt tiếng cho đỡ bản quyền. Không thì mình cắt mặt mẹ cái đoạn quảng cáo đi. Mẹ con kia nó chưa gì nó nhảy vào chơi mình đâu. Lâu quá à.
Ok, tiếp tục nào. Cút. Chúng mình phải cẩn thận, mình biết công dụng con cá sấu rồi. Cái con trồn kia là bắn vỡ cái áo thì con trồn nó chạy ra rất là nhiều. Mỗi thằng một hàng cá sấu luôn. Bắn nó con. Con này hơi lâu, tụ hơi lâu anh em ạ. Thì đây, bắn chết được con lợn này. Mày tuổi gì? Con chim, mình phải để ý một tí. À nó gặp cái con này có 3 mạng sống. Mẹ lắm trồn vãi. Mày điên à? Lắm trồn vãi cả lệnh. Điên rồi. Mày biết tác dụng của con lợn này là gì? Đập vãi cứt. Mày ngu này con. Mày trồn, trồn vào đây. Trồn vào đây. Trồn vào đây với cụ. Chết hết mày luôn. Con cá sấu này hay phết. Để con cá sấu đây, mấy con trồn của gì? Tụi gì sánh vai. Trời ơi, trồn vào kìa em ơi. Trồn vào kìa em ơi. Holy shit. Nó gặp cây kìa anh em ơi. The fuck man. Oh. Đúng vậy cả lời. Ui nó nhảm quá. Ai trốn đông thế? Bình tĩnh em ơi, trốn đông vãi cả đấy. Gì đấy? Không phải gì. Được rồi. À nên nó đen. Nói chung là game này vừa buồn cười vừa vui. Nếu là kiểu con trốn này. Bựa vãi, con này là con cá sấu buồn cười. Chết con mẹ cười mất. Làm sao? Trời nó hất anh em ơi, nó hất tung. Thắng rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ đập ba con này. What the fuck, toàn coi với game vậy? Tôi đây. Return to map. What is to play again anh em? Thôi, nghỉ rồi. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series trồng trò hoa quả thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.